Cái môn quyền do Lưu Xuyên lão tiên sinh ở Mân Tỉnh sáng lập, bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Hôm nay Lưu Pháo dẫn các đệ tử đến cùng biểu diễn kiếm môn quyền. Chúc mừng Bạch Tuyết Cách Cách và Ngạch Phò. Các đệ tử bắt đầu. Ta phải giết ngươi. Hồng Khôn, ngươi làm gì đó? Bảo vệ lão Phật gia. Ngạch Nương coi chừng. Ngạch Nương. Hồng Khôn, ngươi làm gì đó? Tông muối. 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 Tông mũi, tông mũi. Hồng Khôn, huynh đừng đi. Hồng Khôn, đứng lại. Thích khách, bắt hắn lại đi. Không được qua đây. Mau chuẩn bị ngựa cho ta tại cửa cung. Nếu không, ta sẽ giết cô ta. Muốn giết thì giết đi, đừng nhiều lời. Không, đừng mà cách cách. Bây giờ không phải là lúc để nghênh ngang đâu. Mau, mau chuẩn bị ngựa đi. Cứu tôi với. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đang hòng cửa. Sao cô lại mặc bộ đồ quái đản này? Sao cô lại thành thân? Thành thân thì thôi đi. Tại sao lại kêu chúng tôi dục kinh biểu diễn? Tại sao? Tại sao tôi và muội muội đang vui mừng làm nở mặt cha mẹ lại bị lôi hết xuống bùn? Vậy chỉ còn mình tôi. Hồng Khôn, ta với ngươi tình như thủ túc. Tại sao ngươi lại hại ta? Hồi nãy đằng đằng sát khí, sao bây giờ lại khóc rồi? Cút đi. Cút, cút đi. Cút đi. Sao không mau cút đi? Ngươi quỳ trên váy ta, làm sao ta cút được? Chức trang chủ, ngươi cướp được cờ sẽ lên làm trang chủ. Cuộc đấu bắt đầu. Cô làm gì vậy? Tôi không nhìn thấy, cô leo lên coi. Nguy hiểm lắm, cô cẩn thận đấy. Giờ hấu, để ta lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên. Không phải chuyện của cô. Lão phu nhân, tôi không thể thế chết không cứu. Còn ta đây, bao giờ mới tới lượt cô? Trừ khi cô là người của Lưu gia. Bà biết con không thể mà. Vậy thì cô đừng có xí vào.
Cẩm Phúc, súc sinh, leo xuống. Mẹ, đừng vậy mà. Mẹ xuống trước đi. Ngay cả em trai người cũng đánh, còn chuyện gì người không dám làm chứ? Mẹ đừng ép con mà. Kim Sanh Sư, làm sao bây giờ? Là phu nhân, bà không thể leo lên đó, như vậy không công bằng. Cậu thì không bằng chắc. Người này quen quá. Thích khách. Ngươi nhìn người kia đi. Có giống tên Hồng Khôn ngươi muốn tìm không? Hồng Khôn. Cẩn thận đó, Hồng Khôn. Người đó là ai? Cách cách, xuống đây đi, đừng có ồn. Không thấy đang căng thẳng hả? Có chuyện gì lát nữa nói. Mẹ, Hồng Khôn, ngươi xuống đây. Ta hoàn toàn không quen ngươi. Ta lấy được rồi. Cô ta lấy được rồi kìa. Thích khách, ta lấy được rồi. Liêu gia tông tử. Cách cách, không được kêu ta là cách cách. Ngươi không phải Hồng Khôn, vậy ngươi là ai? Huynh đài, Kim Sơn Sư là vị võ sư rất được kính trọng ở Tây Loa Tràng chúng tôi. Huynh đã nhìn lầm rồi. Hồng Khôn là người của Kim Minh Quyền thế gia, ta tuyệt đối không lầm. Nhưng Kim Sanh Sư quả thật đã sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi biết cậu ấy từ lúc còn nhỏ. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Huynh đài, mọi người đều cho rằng Kim Sanh không phải người huynh cần tìm. Huynh còn gì để nói nữa? Nếu không còn gì để nói, được, ta hỏi ngươi, rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì? Chúng tôi là huynh muội. Người này tôi cũng đã từng gặp. Ca ca tôi nói không sai, hắn chính là Hồng Khôn. Huynh muội, nếu đã có quan hệ thì càng tốt. Cùng xử tội can dự vào chuyện riêng của Tây Loa Tràng. Người đâu? Dạ, lôi chúng xuống đánh 10 đại bản. Không được. Không được. Trong mắt các người có triều đình không? Có dân pháp không? Thân là mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của triều đình mà không làm gì cho triều đình, để bọn thổ phỉ này làm càn ở đây à? Lão gia, không, không được đâu. Được, bổn quan ở đây. Tên nào dám dùng tư hình, ta lấy đầu tên đó ngay. Kim Sanh Sư, xin dừng bước. Chúng tôi đã tới nơi rồi. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ bốc một bánh thuốc kêu đồ đệ mang cho cô. Cảm ơn. À, chúng ta đi thôi. Dạ. Quỳ xuống. Hồng Khôn, nếu ngươi còn là người thì nên còn chút lương tâm. Ngươi vẫn nhớ ơn dưỡng dục của cha ta với ngươi chứ?
nhớ tình cảm của Tùng Muội dành cho ngươi chứ. Tôi hoàn toàn không biết huynh đang nói gì. Ngươi biết, ngươi biết ta đang nói gì. Chỉ cần ngươi trả lời ta một câu, cho ta biết tại sao, tại sao lại mưu sát Thái Hậu trong đại lễ, tại sao lại để Tùng Muội và các huynh đệ chết không minh bạch, tại sao lại bắt ta gánh tội oan, tại sao đứng trước mặt ta mà giả vờ không quen biết ta. Ngươi quên, chúng ta là huynh đệ nối khố à? Cho ta biết, tại sao? Tại sao vậy? Hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời, ta không để ngươi đi đâu. Ta không phải người ngươi muốn tìm. Ta không cần lãng phí thời gian với ngươi. Sư phụ à, Kim Sanh Sư nói không sai. Tôi nghĩ huynh đã nhìn lầm người rồi. Được, nếu ngươi thật sự không bỏ qua được, ta chứng minh cho ngươi thấy. Mang hình của tổ sư gia ra đây. Dạ. Ta không có hứng thú với người khác. Đưa cho hắn. Dạ. Tấm hình này vào 5 năm trước lúc gia sư còn sống. Lúc ta đậu tú tài, đã chụp chung với ông ấy. Nếu ta là người mà huynh muốn tìm, làm sao ta đứng trong hình này được? Không thể nào. Đúng vậy đó. Kim Sanh Sư là trú tại duy nhất của Tây Loa Trang chúng tôi. Điều này tôi có thể làm chứng. Tôi cũng có thể làm chứng. Nếu huynh vẫn không tin, mời đến thư phòng của ta. Trong đó còn rất nhiều tư liệu để huynh từ từ xem. Người đâu, dẫn huynh đài này đến thư phòng của ta. Không cần đâu. Thế gian này quả thật có người giống nhau như vậy. Huynh tin rồi à? Kim Sanh Sư, tối nay tôi đã đắc tội rồi.